mỡ máu có phải điều trị suốt đời hay không? Chào các bạn, tôi là Dược sĩ Hoài, tôi tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội và tôi có 18 năm kinh nghiệm trong mảng dược. Có rất là nhiều người hỏi Dược sĩ về việc: bác ơi, tôi bị mỡ máu cao thì tôi có phải điều trị suốt đời hay không? Câu trả lời đó là có người thì phải điều trị suốt đời nhưng có người thì không. Thế thì nó sẽ khác nhau ở đây là như thế nào? Chúng ta phải hình dung mỡ máu cao đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng là xơ vữa động mạch. Thì tình trạng xơ vữa động mạch ấy thì mới là nguy hiểm để dẫn đến cái tình trạng tử vong của chúng ta, chứ không phải là mỗi mỡ máu không. Và chúng ta xem ai là người có nguy cơ cao dẫn đến tình trạng xơ vữa động mạch thì đấy là những cái đối tượng mà chúng ta phải điều trị suốt đời. Còn những người mà chúng ta có ít yếu tố nguy cơ ấy thì chúng ta chỉ cần thay đổi lối sống thôi cũng được rồi. Dược sĩ sẽ phân ra một số những cái nhóm như thế này. Nhóm đầu tiên là nhóm có nguy cơ cao. Đó là nhóm người mà có những cái tình trạng là xơ vữa động mạch trước đây. Có thể chúng ta đã phát hiện thông qua khi mà chúng ta đi khám bệnh tim mạch. Chúng ta siêu âm tim mạch và phát hiện ra cái tình trạng xơ vữa động mạch. Hoặc là chúng ta đã từng có những cái đột quỵ trước đây. Có thể là nhồi máu cơ tim trước đấy. Thì đấy là những cái đối tượng có nguy cơ rất là cao. Thì cái mục tiêu của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc giảm mỡ máu. Tức là không phải chúng ta uống thuốc để giảm mỡ máu, mà chúng ta uống thuốc ấy để giảm cái nguy cơ tai biến. Và lúc này khi mà chúng ta uống thuốc vào ấy thì sẽ làm giảm cái nguy cơ mà cái mảng xơ vữa bị bong ra. Bởi vì khi mà mảng xơ vữa ở trong cái lòng mạch mà bong ra sẽ dẫn đến cái tình trạng bít tắc ở trong cái thành mạch, sẽ dẫn đến cái tình trạng là đột quỵ. Thế thì lúc này chúng ta uống để giảm cái mỡ máu và làm giảm cái nguy cơ các cái mảng vữa bong ra. Nên là đối với trường hợp này ấy, thì gần như chúng ta sẽ phải điều trị suốt đời. Và mọi người thì nên nhớ là như thế. Và thường ấy, thì chúng ta phải điều trị ở cái thuốc ở liều cao cơ. Chúng ta sẽ có nhóm đối tượng nữa là nhóm nguy cơ trung bình. Giống như là một số nhóm như là trường hợp bị đái tháo đường này. Hoặc là những cái trường hợp đái tháo đường mà có biến chứng ấy, thường thì phần lớn các bác sĩ sẽ cũng cân nhắc về cái việc ấy mà chúng ta sẽ phải điều trị suốt đời. Bởi vì khi mà chúng ta có các cái bệnh lý về đái tháo đường thì chính cái đường huyết ở trong máu nó cũng làm tăng các cái phản ứng viêm ở trên thành mạch và nguy cơ dẫn đến cái tình trạng xơ vữa cũng như là bị tắc mạch cao hơn rất là nhiều so với những cái người bình thường. Nên đấy cũng là một trong những cái đối tượng gần như khi mà chúng ta bị chẩn đoán là đái tháo đường mà chúng ta có mỡ máu thì phần lớn thì chúng ta cũng sẽ phải điều trị suốt đời. Thế thì ở đây sẽ có một nhóm đối tượng mà không cần phải điều trị suốt đời, đó là những người mà yếu tố nguy cơ thấp hơn. Chúng ta không có bệnh lý về xơ vữa động mạch nào cả, chúng ta cũng không có đái tháo đường, không hút thuốc, không bị tăng huyết áp. Hoặc là những cái đối tượng này để mà chúng ta xét về yếu tố nguy cơ sẽ đưa vào một cái bảng để chúng ta nhập những cái thông số về thông tin như là cholesterol, HDL, LDL và sau đó chúng ta sẽ đưa ra cái trường hợp là trong vòng 10 năm tới cái mức độ nguy cơ của mình là bao nhiêu phần trăm. Nếu mà nguy cơ cao ấy thì chúng ta phải điều trị liên tục suốt đời. Nhưng mà nếu mà nguy cơ thấp ấy thì lúc này mặc dù ấy chúng ta có mỡ máu cao nhưng cái nguy cơ thấp ấy thì chúng ta cũng không cần điều trị suốt đời. Mà sau đó giảm được xuống thì ok, chúng ta duy trì chả sao cả. Tức là chúng ta cần thay đổi lối sống mà nó đã ok được rồi ấy, thì chúng ta có thể dùng một số sản phẩm như là omega 3 dạng thường hay dạng krill như nhà dược sĩ cũng hay dùng chẳng hạn, thì nó sẽ hạ xuống được thì chúng ta sẽ không cần phải điều trị thuốc. Cái link bảng để điền thông tin về đánh giá cái yếu tố nguy cơ tim mạch thì dược sĩ sẽ để ở phần comment, hoặc là mọi người có thể lên web của dược sĩ để điền thông tin vào. Hoặc là có một số bác sĩ sẽ theo cái quan điểm là khi mà mỡ máu nó hơi cao mà nguy cơ chúng ta thấp ấy, thì chúng ta có thể điều trị theo giai đoạn. Bác sĩ sẽ kê cho ta một cái đơn thuốc mà sẽ điều trị trong vòng 3 tháng và sau 3 tháng thì sẽ đi xét nghiệm lại để thấy mức độ mỡ máu nó hạ xuống ở cái ngưỡng bình thường của chúng ta cùng với việc mà thay đổi lối sống như thế nào. Và sau đó bác sĩ sẽ dừng đơn thuốc chúng ta lại và chúng ta sẽ tiếp tục thay đổi lối sống và chúng ta có thể tiếp tục bổ sung omega 3 trong đó tiếp tầm khoảng 3 đến 4 tháng nữa thì chúng ta lại đi xét nghiệm một lần nữa. Và nếu như nó được một cái định mức là bình thường ấy thì chúng ta không cần phải điều trị nếu như là chúng ta đang điều trị mỡ máu. Nhưng mà nếu như chúng ta điều trị mỡ máu nó giảm xuống, sau đó chúng ta dừng lại thì mỡ máu lại tăng lên và bác sĩ lúc đó sẽ tiếp tục kê lại đơn thuốc cho chúng ta. Và bây giờ ấy thì chúng ta sẽ phải điều trị suốt đời. Tức là việc chúng ta điều trị mỡ máu suốt đời hay không ấy nó phụ thuộc vào các yếu tố nguy cơ của chúng ta. Chúng ta có bị nguy cơ xơ vữa động mạch cao hay không? Nếu mà chúng ta có nguy cơ cao là gần như chúng ta phải điều trị và điều trị suốt đời. Nhưng mà nếu như chúng ta không có yếu tố nguy cơ thì chúng ta có thể hạ liều và thay đổi lối sống
chế độ ăn uống là giảm được rồi. Và giảm được rồi thì chúng ta có thể dừng thuốc và chúng ta sẽ duy trì cái lối sống đấy. Chứ không phải ai thì chúng ta cũng phải điều trị suốt đời, và không phải ai thì chúng ta cũng được phép dừng thuốc. Thì đấy là một trong những cái để mà chúng ta hiểu hơn về việc là phác độ điều trị của một số các bác sĩ. Nếu như mà chúng ta được một số bác sĩ kê cho chúng ta phác đồ điều trị thì chúng ta sẽ phải tuân thủ, kể cả mỡ máu của chúng ta có lên hay là có xuống, nhưng mà bác sĩ sẽ bảo chúng ta phải điều trị thì chúng ta phải vẫn phải duy trì cái việc điều trị đấy. Và nếu như bác sĩ có bảo chúng ta dừng thuốc thì chúng ta sẽ dừng nếu như mà mỡ máu của chúng ta kiểm soát được. Hy vọng chúng ta hiểu được cái điều này để chúng ta có thể điều trị tốt hơn. Nếu mà bạn đang có cái đơn thuốc kèm với cái kết quả về mỡ máu, bạn có thể gửi cho dược sĩ để dược sĩ có thể tư vấn thêm cái chế độ ăn uống, luyện tập để bạn có cái kết quả điều trị tốt hơn. Bạn thấy clip này hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh của Dược Xoài để theo dõi thêm những cái clip về kiến thức sức khỏe hàng ngày.